Chiều tối và đêm qua, Nam miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là khu vực mưa nhiều nhất trên cả nước. Trong đó, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Bình Thuận và Đắk Lắk đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 9 tiếng qua khoảng từ 71 đến 93mm. Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong chiều và tối nay ở Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 40mm. Riêng Nam Bộ và phía Nam của Tây Nguyên có nơi trên 80mm. Trong cơn dông tiềm ẩn lốc sét và gió giật nguy hiểm. Mưa to cục bộ đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ở vùng hạ lưu ven sông của Nam Bộ, mưa lớn kết hợp với chiều cường có thể gây ngập sâu. Chiều qua, mưa lớn kết hợp với chiều cường đã khiến cho nhiều tuyến đường, nhà dân tại một số quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng. Các quận huyện bị ngập nặng nhất là Nhà Bè, Bình Chánh, quận 7, quận 8. Do hệ thống đê kè chưa hoàn thiện, khiến nước từ sông rạch tràn lên bờ, quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cũng ngập sâu, nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ. Nhiều phương tiện khi lưu thông qua khu vực này đã phải quay đầu vì ùn tắc kéo dài. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, mỗi khi chiều cường đạt đỉnh, thời gian ngập tại các tuyến đường có thể từ nửa tiếng đến 2 tiếng. Hơn 20 hộ dân với khoảng 70 nhân khẩu tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã được lực lượng chức năng di dời khẩn cấp đến nơi an toàn do mưa lớn nhiều ngày qua đã gây ngập úng nhà cửa, cuốn trôi nhiều tài sản. Mưa lũ đã khiến cho hai điểm giao thông là cầu sắt sông Cái, Tầm Hưng qua xã Ma Lâm và cầu Nha Đam, xã Hàm Chí bị chia cắt. Ngoài ra, nhiều diện tích lúa, thanh long, hoa màu cũng bị ngập úng, hư hại do mưa lũ. Tính đến chiều qua, toàn huyện Hàm Thuận Bắc có hơn 1.500 hectare cây trồng bị ngập, nhiều diện tích ngã đổ, thiệt hại hoàn toàn, đồng thời làm ngập khoảng 122 căn nhà. Vâng, khoảng chiều tối nay thì dự báo sẽ là cao điểm mưa dông ở khu vực phía Nam, trong đó có Bình Thuận, và mưa dồn dập trong khoảng 6 tiếng thì có thể lại tái diễn tình trạng ngập úng ở những khu vực này. Dạ vâng, cảm ơn anh với lưu ý vừa rồi và thông tin cụ thể thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp sau giây lát. Còn tại tỉnh Lào Cai, 28 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Nậm Thang, xã Liên Minh, thị xã Sapa thì sắp có nơi ở mới. Việc khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân này vừa diễn ra vào hôm qua. Vâng, nguồn kinh phí thì được công an tỉnh Lào Cai, các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ. Việc xây dựng dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm nay để kịp bàn giao cho bà con về nơi ở mới. Sau khi hoàn thành, thị xã Sapa tiếp tục khởi công thêm các công trình nhà ở khác cho những hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại các xã phường trên địa bàn thị xã. Nguy cơ mất an toàn do sạt lở vẫn hiện hữu tại quốc lộ 40B, tuyến giao thông liên vùng nối từ thành phố Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My, Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam. Sạt lở nhiều nhất thuộc địa phận huyện Nam Trà My do nền đất yếu, địa hình phức tạp. Chỉ qua một cơn mưa lớn cũng xảy ra sạt trượt rất nguy hiểm. Thậm chí có lúc trời nắng ráo, đất đá từ đồi cao cũng chảy xuống mặt đường. Tại khu vực này, đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí nhiều phương tiện cơ giới chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tham gia giải phóng đất đá sạt lở. Không hợp thức hóa các dự án sai phạm, hạn chế bố trí đất ở tại khu vực đồi núi Nha Trang. Quan điểm này được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định khi sắp tới tỉnh này sẽ thực hiện các đồ án khu quy hoạch phân khu. Vâng, đây là vấn đề được người dân hết sức quan tâm, bởi lẽ ngay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì đã từng xảy ra sạt lở núi gây chết người. Đằng sau thảm họa có cả nguyên nhân là những tác động đến khu vực đồi núi. Thôn Đắc Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. Tại đây có 8 dự án đầu tư ngoài ngân sách được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp phép. Băn khoăn chung của nhiều người, nếu trên núi chinh khúc các dự án triển khai thi công liệu có đảm bảo an toàn, không xảy ra sạt lở gây đe dọa người dân sống bên dưới. Mà sau này cái đất trên kia nó trào xuống không thì mình chưa có biết, bây giờ đang ủi đó nó chưa làm hết mà. Tại thành phố Nha Trang, cách đây 6 năm từng xảy ra những vụ sạt lở kinh hoàng cướp đi sinh mạng 19 người. Hình ảnh này được ghi lại vào tháng 11 năm 2018 tại một khu dân cư bên dưới một ngọn đồi mà phía trên có một dự án thi công. Ngay tại thời điểm đó, những góc khuất của việc cấp phép triển khai các dự án trên khu vực đồi núi đã lộ rõ. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Hiện tại, các quy hoạch phân khu đang được khẩn trương thực hiện. Trong đó có những quy hoạch phân khu đối với các khu vực đồi núi. Lãnh đạo tỉnh cũng rất là kiên quyết, không hợp thức hóa những cái dự án sai phạm trước đó mà có cái diện tích đất ở
các cái khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở. Và cái thứ hai là những dự án mới, những công trình mới thì đảm bảo cái quy chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng. Và chúng tôi kiên quyết là không chấp nhận các cái dự án mà hình thành đất ở nhiều ở khu vực này. Quy hoạch phân khu nếu chậm trễ thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án triển khai. Thế nhưng nếu nóng vội, thiếu thận trọng thì hệ lụy càng khó lường, nhất là đối với khu vực đồi núi vốn dễ xảy ra rủi ro trong thiên tai. Vì vậy, yêu cầu hàng đầu khi thực hiện quy hoạch phân khu lần này ở khu vực đồi núi Nha Trang vẫn là làm sao đảm bảo sự phát triển được bền vững. Hôm qua, tỉnh Sóc Trăng đã nghiệm thu công trình trồng 13 hectare rừng ngập mặn tại thị xã Vĩnh Châu. Đây là công trình nằm trong đợt phát động trồng rừng hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. 32.500 cây mắm trắng đã được trồng và bén rễ trên khu vực bãi bồi ven biển rộng 13 hectare tại xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đây là địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Lực lượng chức năng đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó, đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của người dân, trong đó có trồng rừng ngập mặn chống biến đổi khí hậu. Còn về tình hình thời tiết trong nước đáng chú ý, thì chiều tối và đêm qua tại Nam miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là khu vực mưa nhiều nhất trên cả nước. Trong đó thì Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Bình Thuận và Đắk Lắk đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 9 tiếng qua khoảng 71-93mm. Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong chiều và tối nay ở Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 10-40mm. Riêng Nam Bộ và phía Nam của Tây Nguyên có nơi trên 80mm. Trong cơn dông tiềm ẩn với lốc sét và gió giật nguy hiểm. Mưa to cục bộ đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ở vùng hạ lưu ven sông của Nam Bộ, mưa lớn kết hợp với chiều cường có thể gây ngập sâu. Gần 40 hộ dân ở bản tái định cư Nậm Manh, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đang lo lắng khi trong bản xuất hiện những vết nứt lún địa chất có nguy cơ sạt lở cao. Vâng, mà một số hộ dân thì đã bắt đầu tìm nơi khác để chuyển đi. Tại nhiều đoạn đường bê tông trong bản có nhiều vết nứt lớn hiện rõ, phía trên bản là quả đồi lớn có dấu hiệu sụt lún, đặc biệt khu vực nhà ở của 36 hộ dân nằm trên các vết nứt. Nhiều khu vực khác trên địa bàn huyện Nậm Nhùn cũng có nguy cơ sạt lở cao gây nguy hiểm đến an toàn và tính mạng, tài sản của người dân. 28 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai sắp có nơi ở mới. Việc khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân này vừa diễn ra vào ngày hôm qua. Nguồn kinh phí được Công an tỉnh Lào Cai, các công ty doanh nghiệp nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ. Việc xây dựng dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm nay để kịp bàn giao cho bà con về nơi ở mới. Sau khi hoàn thành, thị xã Sapa tiếp tục khởi công thêm các công trình nhà ở khác cho những hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại các xã phường trên địa bàn thị xã. Nam Bộ đang trong đợt chiều cường rằm tháng 9 âm lịch. Dự báo ngày hôm nay và ngày mai sẽ là giai đoạn cao điểm của đợt chiều cường. Chiều và tối nay, mực nước chiều sẽ dâng cao thêm khoảng 5-7cm nữa so với ngày hôm qua. Cụ thể, mực nước cao nhất tại trạm Phú An và Nhà Bè ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ vượt mức báo động 3 khoảng 10-14cm. Còn tại Cần Thơ sẽ lên trên báo động 3 là 15cm. Trạm Mỹ Thuận ở thành phố Vĩnh Long trên báo động 3 là 25cm. Thời gian chiều cường gây ngập sẽ là khoảng 3-6 giờ chiều nay. Cảnh báo ngập úng sâu diện rộng vùng trũng thấp ven sông, ven kênh rạch. Bà con những vùng thường bị ngập do chiều nên chủ động kê cao đồ đạc, gia cố các đoạn đê bao, bờ bao thấp để phòng sạt lở, vỡ đê bao.